Này thức này, chị My không ăn này, mẹ cho con đấy. My con đâu, úi dồi thằng em, úi gì thằng em này. Mẹ thì không có bảo ăn, mày dám vứt đi à? Thế phải ăn đi. Xem tivi thì cứ vào đi đã. Ôi giời ơi, chị thì không có bảo ăn, em thì vứt đi, úi giời ơi. Ôi giời ơi. Ơ, chị My, úi giời, chị My cứu kìa. Chị My nhanh lên, chị có nhanh lên không, nó lấy hết của chị bây giờ. Thằng này bây giờ nó biết ăn này, nó ăn nhiều lắm đấy. Chị... em không ăn đâu. Em ăn đấy, để kệ cho em ăn. Con ăn thì con ăn đi, em ăn có một muối thôi mà. Con ăn đi. Con ăn một muối của con em. Đây con ăn cả bát mít này, em ăn có một muối thôi. Kệ em, cho em ăn có một muối thôi mà. Em ăn có một muối thôi. Được rồi, tí nữa vất vả bơi nhá. Người ta bảo để cho em ăn mà cái còn... Giời ơi. Ta bảo em đang ăn thì để em ăn, con này buồn cười nhỉ. Được rồi, tao vứt bể bơi đi. Đừng có trách tao. Tao vứt bể bơi đi. Thế thôi, thế con ăn đi. Thế con kệ em, con ăn đi. Em ăn một muối được cái gì? Con cả bát mít đây. Không ăn đâu. Ừ, không ăn, thế thôi giả chị nhá. Giả chị á. Giả chị không? Giả chị á. Thôi kệ mẹ, nó ăn có một muối thôi mà con. Cái con này nói thôi, nó không nghe một tí nào luôn này. Mẹ ăn đây, cả một đống này, ăn đi. Ôi giời ơi, nó đè lên mẹ nó. Ôi giời ơi, con gái con nữa. Ôi giời ơi, ôi đè đau quá. À, gãy tay, gãy tay thôi, đi ra cắt bể bơi cho đỡ gãy tay. À, Vi bơi á. Ra bơm nước bơi nhá. Ờ, cho cả em tắt bơi nhá. Alo cho bố về nhá, để bơi nhá. Alo nè. Ở đây mẹ 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 gọi bố về nhé. Bố về nữa. Bố ơi. Mai Tiến Dũng đâu rồi? Ơ Mai Tiến Dũng đâu rồi nhỉ? Mai Tiến Dũng. Anh Dũng ơi. Anh sống với chị không? Ờ anh Dũng ơi. Anh Dũng ơi. Bơi. Bơi. Ok ok đây rồi, mẹ gọi rồi. Không. Bố không nhà đâu. Cút đi đi. Anh ơi, tí rút cho bố 6 triệu nhá. Con nói chuyện con gái anh này, con gái này, anh Dũng này. Anh Dũng ơi. Con nói chuyện bố đi. Đây đây, mẹ bật loa lên cho con nghe tiếng. Ở bố tắt máy rồi. Tí anh Dũng về, thôi con ăn đi. Thôi để cho em ăn, con một người nhỉ, có một muối. Có một muối. Có một muối mà ăn chanh ăn với em. Con có thích mẹ phải vứt hết cả rổ mít này đi không? Không thì con ăn đi. Nhưng mà nhớ. Nhưng mà làm sao bây giờ em ăn mà con cấm em à? Thôi mẹ thương xinh gái của mẹ. Thôi mẹ thương xinh gái nhé. Xinh gái quá mà lại không thương em. Thôi đi ra bơm nước, mẹ đi ra bơm nước nhá. Ừ ra bơm nước để bơi nhá. Ok. Ok, thế con ăn mít đi lấy sức còn bơi nào, không tí nó không có sức bơi thôi thì vứt cái bể bơi đi thôi. Con ăn đi. Em không đánh đâu. À em sắp đánh con lại được nhá. Chưa này. Chưa em thóc này, chưa này. Ôi giời em thóc 5 lần ra cho nó thoải mái. Em ăn có một muối mít chứ đâu, nửa của một muối mít đi. Ôi giời, ôi giời. Giời, lăn lê bỏ xoài. Eo em thóc ăn kinh quá. Lều lều em. Em không mít lắm. Thật chị không ăn muối của em đâu, bẩn lắm. Nhỉ, con nhỉ? Bú tí thóc. Ờ, em thóc chỉ bú tí thôi. À, mẹ đánh chị nhá. Chị bảo con bú tí à? Con lớn rồi nhỉ? Sắp lấy vợ nhỉ? Ờ, lê. Đấy, thấy chưa? Chị ôm mẹ vào rồi, không cho mẹ này. Thôi. Đấy, chị thương. Chị My đây. Thì đây con thích ngồi, con ngồi lên đi.